người tình chữa lành gọi tên Julie, healing cho xoài non sau drama ly hôn. Oh my God! Sư chữa lành vết thương lòng cho Hoàng Thùy Linh hậu tin đồn hẹn hò Vĩnh Thụy. Chipu sau bao mối tình tin đồn cũng có được quãng thời gian hạnh phúc bên tri kỷ Julie. Ai rồi cũng sẽ tốt lên sau khi đến bên Julie, chỉ một mình Julie vẫn dậm chân tại chỗ. Chấn động cõi mạng những ngày này là loạt đồn đoán hẹn hò của Julie và Xoài Non. Ai cũng phải bất ngờ trước loạt ảnh thân thiết trên mức tình bạn của hai người. Cảm giác như Xoài Non đã tìm được đúng người giúp cô vượt qua chuỗi ngày bấp bênh sau khi ly hôn, và netizen cũng chợt nhận ra. Julie tựa như một người tình chữa lành, bởi những tình tin đồn trước đó của cô cũng đều trải qua một trận đổ vỡ rồi mới đến với Julie. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhắc tới câu chuyện gần đây nhất giữa Julie và Xoài Non thôi cũng đủ thấy nữ nghệ sĩ ân cần với người bạn, người em của mình cỡ nào rồi. Được biết cách đây một tháng, Xoài Non chính thức công khai chuyện đường ai nấy đi với Simsys. Nói không sao là nói dối, bởi dù gì Xoài Non và Simsys cũng đã bên nhau quãng thời gian rất dài, chia tay vì bất cứ lý do gì thì Xoài Non cũng sẽ có chút đau lòng, buồn bã. Trong lúc còn đang nhiều cảm xúc vì mới ly hôn thì Xoài Non gặp được Julie, được một người đến bên chăm sóc, quan tâm thì kiểu gì mà không đổ gục. Với tính cách nhẹ nhàng, ấm áp thì Julie có lẽ đã an ủi được Xoài Non phần nào. Vậy nên việc Julie và Xoài Non thân thiết hơn, còn không ngại dành cho nhau những cử chỉ quan tâm chăm sóc là chuyện bình thường. Bất thường ở đây là truyền thông được dịp ghi lại khoảnh khắc đó, tung lên mạng, khiến netizen được phe nghi ngờ cả hai hẹn hò. Dù chưa rõ có thật sự trở thành một đôi hay không, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn rất được ủng hộ. Trước Xoài Non, Julie được netizen cho là cũng từng chữa lành cho một vài mỹ nhân Việt khác, ví như Chipu chẳng hạn. Trước khi nam tiến, Chipu cũng vướng phải không ít tin đồn tình cảm, mà hầu như người tình của cô đều là thiếu gia giàu có. Từ bỏ tất cả để nam tiến, Chipu có được sự giúp đỡ của Julie. Không chỉ là người bạn thân thiết, mối quan hệ giữa Chipu và Julie được cho là đã vượt xa tầm bạn bè. Có một khoảng thời gian mà người ta thấy cả hai đi đâu cũng có nhau, còn thường xuyên có cử chỉ ngọt ngào, khiến ai nấy phải ghen tị. Netizen chắc mẩm Chipu và Julie hẹn hò, còn rất tích cực đẩy thuyền giúp cả hai. Nhưng nào ngờ một ngày kia, cặp đôi không còn tương tác, Chipu cũng chính thức rời bỏ Julie để tìm đến thành công mới. Dù vậy, hậu chia tay Julie, Chipu lại dính ồn ào với Quỳnh Anh Xin khi có tin đồn cho rằng Chipu yêu lại người yêu cũ của bản thân mình. Cũng từ đây, người ta không còn thấy Chipu, Quỳnh Anh Xin đi chung nữa, mà Quỳnh Anh Xin cũng đôi lần bóng gió bạn thân của mình. Kết thúc chuỗi ngày đầy sóng gió vì chuyện tình cảm, Chipu tập trung cho sự nghiệp. Thời điểm hiện tại, Chipu đã là nữ ca sĩ nổi tiếng không chỉ trong mà còn ở ngoài nước. Sự nghiệp Chipu lên hương thấy rõ, còn Julie thì vẫn dậm chân tại chỗ, không thấy phất lên thêm chút nào ngoài tin đồn yêu đương. Sau Chipu, Julie có quãng thời gian rất thân thiết bên Hoàng Thùy Linh. Netizen cũng phát hiện ra rằng trước khi đến với Julie thì Hoàng Thùy Linh vừa trải qua mối tình tin đồn với Vĩnh Thụy. Thời điểm quen biết với Julie, Hoàng Thùy Linh cũng thường xuyên có cử chỉ thân mật, thậm chí cả hai còn tới nhà nhau chơi và dường như đã sắp nên chuyện. Chỉ tiếc là bất ngờ thay, Hoàng Thùy Linh, Julie đường ai nấy đi, đến bây giờ thì Hoàng Thùy Linh có tin đồn hẹn hò với Đen Vâu, thậm chí nghe nói là đã có thai. Giống như Chipu, Hoàng Thùy Linh quen biết Julie là sự nghiệp lên như diều gặp gió, còn Julie thì vẫn vậy, vẫn chẳng có bất cứ điểm nổi bật nào trong sự nghiệp. Bởi thế mà giờ đây, khi Xoài Non có tin hẹn hò Julie thì netizen hy vọng nàng hot girl không chỉ được chữa lành, còn có được sự nghiệp phất lên giống như những Chipu, Hoàng Thùy Linh đã từng.